39. Lê Mẫu cầu độ. Chùa Tây Lạc Viên trở thành một đạo tràng thanh tịnh và tín chúng ngày một thêm đông. Để thuận theo sự tu tập của Phật tử, chùa thường cử hành pháp hội, thiết lập bài vị giảng sanh và truyền u minh giới, tức truyền giới cho người quá vãng. Khi chùa chuẩn bị hành lễ truyền u minh giới, đệ tử quy y ngài là Lê Quả Hợp sớm đã đại diện tổ tiên ghi danh để thọ u minh giới, nhưng lúc đó lại quên mất ghi tên mẹ ông. Sau đó, ông ta theo mọi người xuống núi trở về nhà. Trên đường về, bỗng nhiên chân ông đau nhức dữ dội, đến nỗi muốn nhấc chân bước tới thêm một bước nữa cũng không được. Nhưng khi ông quay lại để trở lên chùa, thì đi được như thường, không đau đớn chi cả. Mặc dù phải leo dốc núi, ông thử vài lần đều y như thế cả. Cuối cùng, ông chỉ còn cách là quay đầu đi trở lên chùa. Vừa thấy ngài, ông liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ngài cười đáp: "Có phải con đã quên thay mặt mẹ con để ghi danh thọ u minh giới không?" Lê Quả Hợp nghe thế, lòng thầm biết ơn ngài đã biết ra sự sơ sót của ông nên mau mắn ghi tên cho mẹ cầu thọ u minh giới. Sau đó, ông xuống núi trở về nhà được dễ dàng, không hề khấn gì. Ha ha ha,